Tất cả bạn và các em, hôm nay thầy sẽ chữa cho ra cái tờ đề về lý thuyết ăn côn dễ sai nhất và skill chinh phục mọi dạng bài ăn côn khi mà ăn côn tác dụng với natri. Ở đây chúng ta đã có câu số 1 trong đề thi chuẩn quốc gia năm 2018 thì ăn côn no đơn chức mạch khởi nó là C2H5OH. Câu số 2, công thức của ăn côn Nitelic C2H5OH là C2H6O là công thức phân tử. Câu số 3. Chất nào sau đây hòa tan được dung dịch CO2 lần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm? Thì các bạn lưu ý cho thầy nhá, điều kiện để hòa tan được CO2 hai lần. Ăn côn mà hòa tan được CO2 hai lần nhá. Ăn côn mà hòa tan được CO2 lần thì điều kiện để hòa tan được CO2 lần hoặc là OH đa kể. Đa kể, có nhóm OH đa kể. Hoặc là có nhóm gì ạ? Có nhóm CO2 axit. Thế thì ethanol là không có OH đa kể. Ethanol chỉ có một nhóm OH thôi, CH5OH chỉ có một nhóm OH thôi, loại. HCl thì hòa tan CO2 lần ấy nhưng không tạo thành màu xanh thẫm được. Bởi vì để tạo thành màu xanh thẫm thì nó phải đa kể. Bỏ. Phenol càng không, chỉ có ethylene glycol thôi. Đây này. Ethylene glycol là hòa tan CO2 lần để tạo thành màu xanh thẫm. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Câu số 4 ạ. Gần đây rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những hợp chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là methanol. Tên gọi khác của methanol, gọi tên tính gốc trước đấy ạ. Không thể là ancol nitric được. Không thể ethanol, không thể phenol được mà nó là gì ạ? Ancol metilic. Đáp án A. Câu số 5 nào các em. Câu số 5 này là một trong số những cái skill mà thầy đã dạy cho tất cả các bạn và các em trong cái buổi học trước. Đây là skill 3, 4, 5, 2, 4, 8 để tìm đồng phân của ancol. Đúng không? Đây để bài hỏi đồng phân ancol này. Các bạn nhớ không ạ? Đọc cùng thầy nào. 3, 4, 5, gì ạ? 2, 4, 8. Vậy 4 có mấy? 4 có 4. Đúng không ạ? Đáp án đúng chúng ta là bạn C. Thấy không? Skill thấy dã man không ạ? Dã man kinh điển. Câu số 6. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Thì mình vừa làm xong, ancol no đơn hở, ancol nitric là chỉ có liên kết đơn. CH3 này, CH2 này, OH đúng là chỉ có liên kết đơn luôn. Nào câu 7 nào. Câu 7 các bạn comment cho thầy xem tên gọi của ancol này là gì. Tên gọi của anh ancol này là gì ạ? Nhiều bạn gọi sai nhá. Nhiều bạn gọi sai lắm. Đây nè. OH, mình đánh số nguyên tử carbon từ gần nhóm chức OH trước. 1, 2, 3, 4. Nên cháu này là 3 metin butan 1 ôn nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ 3 metin butan 1 ôn. Câu 8 ạ. Chất nào sau đây bị oxy hóa tạo sản phẩm là anhít? Bị oxy hóa tạo sản phẩm là anhít. Thì các bạn lưu ý cho thầy này này. Ghi chú cái này lại. Ancol bậc 1 khi tác dụng với lại CuO thì tạo thành anhít. Đấy, nhớ thầy mỗi ngày thôi. Vậy bây giờ mình chỉ cần đi tìm ancol bậc 1. Thế thì ancol bậc 1 là ancol như nào? Ancol bậc 1 là ancol mà có nhóm OH đính vào carbon bậc 1. Vậy mình chỉ có đáp án A thôi, đây OH đính carbon bậc 1. Xịn chưa? Câu 9 ạ. Công thức phân tử của 3 metin pentan 1 ôn. Mình vẽ nhá, đầu tiên mạch chính pentan. Pen là 5 carbon, 1 2 3 4 5. Đúng chưa? 2 metin, 2 metin. 1 ôn, đây OH cắm đây. Vậy công thức phân tử no nhá, 1 2 3 4 5 6 C6H14O. Dễ. C6H14O. À, có 10, có 10, có 10, có 10 các em ơi. Lại sử dụng skill của thầy nào. Nhanh 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 comment đáp án đó nào. C5H12O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau ạ? Lại đọc nhá. 3 4 5 2 4 8. 5 có mấy? 5 có 8. D. Xịn luôn. Đây câu 11 đây này. Khi tách nước từ rượu vẽ ra đã. Butan này. 3 metin này, 2 on này, OH này. 3 metin này. CH3 này. Tách nước. Tách nước là các bạn phải nhớ tách nước là đi từ 2 4 đặc nhá. Đúng không ạ? Ở 170 độ C thì anh OH này, các bạn lưu ý cho thầy, anh OH này ưu tiên tách cùng hydro của carbon có bậc cao nhất, các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ nhá. OH OH ưu tiên tách cùng carbon cùng hydro của carbon có bậc cao hơn.
Ok chưa? Vậy này này, OH này sẽ ưu tiên tách cùng với hero này hay hero này? Bậc cao hơn ạ. Anh này bậc 1, anh này bậc 2, đúng không? Vậy chắc chắn nó sẽ tạo thành hai sản phẩm. Đây. Hoặc đây. Và anh nào sản phẩm chính? Đây sản phẩm chính đúng không ạ? Sản phẩm chính. Do carbon này có bậc cao hơn này. Vậy tên gọi sản phẩm chính 1, 2, 3, 4. 2 mê tin bút 2N. 2 mê tin bút 2N. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Nào câu 12 ạ. Câu 12 ạ. 3 mê tin bút 2N. Ô câu 12 với câu 11 trùng nhau nhờ. Nó là gì ạ? 3, 2 mê tin bút 2N. Đáp án đúng đáp án B. 13 nào. Cái tách nước này các bạn sợ đúng không? Tách nước thì khẳng định chắc chắn là các bạn sợ. Hôm nay thầy chữa cho tất cả các bạn học sinh lớp 11 cái phần về tách nước rất là hay. Đấy. Phần này có rất nhiều skill độc để dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Khi tách nước từ rượu này. 3 metin butan ion. 3 metin butan ion. Butan này. Ơ thế là lại trùng rồi. Câu vừa nãy đúng không? Mình sẽ thu được gì ạ? 2 metin but 2N. Thế chứng tỏ câu này thi rất nhiều các em ạ. Mình gặp đi gặp lại nhiều mà. Nên là thi nó nhiều lắm. Câu 14. Tách nước từ một chất X tạo thành ba anken là đồng phân của nhau, tính cả đồng phân hình học. Đây, ancol bậc 3 không tách nước. Ete không tách nước. Mình xem thằng C này nhá. C C C C OH. Anh này mà tách nước này. H2SO4 nhớ thầy tách nước là phải từ 170 độ C. Thì OH này tách cùng hydro này. Nối đôi nằm đây ạ. OH này tách cùng hydro bên này. Thì nối đôi nằm giữa. Ok không ạ? Vậy anh này không đồng phân hình học là một đồng phân này. Anh này có đồng phân hình học đúng không? Là 2, 1 cộng 2 bằng 3. Vậy đúng là 3 đồng phân. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok không? 15 nào các em. Bắt đầu động đến những câu tính toán. Và những câu tính toán này thầy muốn là các em phải làm nhanh. Và muốn chúng ta làm nhanh được câu này thì chúng ta nắm cho thầy cái phương trình đặc biệt của độ ancol như sau. Đây thầy cho chúng ta một vài công thức giải nhanh của ancol. Mình luôn luôn có số mol nhóm OH của ancol nhá, thì luôn bằng 2 lần số mol H2 và luôn bằng khối lượng của chất rắn. Được chưa? Sau trừ đi khối lượng của ancol và chia cho 22 nếu nó là natri. Các bạn đóng khung cho thầy cái công thức này lại. Công thức cực kỳ đặc biệt, giải chinh phục mọi bài ancol. Mình giải 15 nhá, các bạn nhìn nhá. 16,6 gam hỗn hợp gồm này: ancol ethylic CH5OH, ancol propionic C3H7OH tác dụng hết với natri thì thu được khí là khí hydro. Số mol hydro là 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Vậy mình đặt này, anh này A, anh này B. Mình có hệ phương trình luôn ạ. Khối lượng nhá, thuộc luôn này, 46 này. Anh này này, cộng thêm 14 là 60B thì bằng 16,6. Ok chưa? Phương trình thứ hai bảo toàn nhóm OH. Trong này có một nhóm OH. A. Một nhóm OH B bằng 2 lần số mol H2 đây này. OH bằng 2 H2. 2 nhân 0,15. Bấm máy tính cái ra được A và B. Các bạn bấm máy tính cho thầy xem. A bao nhiêu, B bao nhiêu? A bao nhiêu, B bao nhiêu? 46 bằng 60 bằng 16,6 bằng 1 bằng 1 bằng 2 nhân 0,15 bằng A bằng 0,1, B bằng 0,2. Vậy đến đây mình tìm được phần trăm khối lượng ạ. 0,1 0,1 nhân 46 chia 16,6 bằng nhân 100. 27,7% ạ. 27,71. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Câu 16 nào. Một mẩu natri cho tác dụng với lại C2H5OH mà người ta lấy dư thì chắc chắn, đây là dung dịch nhá, tác dụng với à đây cô cạn dung dịch X thì C2H5 dung dịch C2H5OH lấy dư
thực ra đây là tác dụng với C2H5OH lấy dư thôi. Vậy thì nó sẽ thu được là C2H5ONA thôi, do C2H5OH lấy dư mà. Thì nát đi hết. Vậy đáp án đúng chúng ta chắc chắn là A, C2H5ONA. 17 ạ, chất nào sau đây nhiệt độ sôi cao nhất? Thì chắc chắn là ancol phải cao hơn ete rồi và cao hơn hydrocarbon rồi, do ancol chúng ta có hydro linh động nhé, do ancol có hydro linh động. Thứ hai là giữa hai anh ancol, hai anh đều là ancol, thì anh nào phân tử khối lớn hơn thì nó có nhiệt độ sôi cao hơn. B. 18, số chất thuộc loại ancol là, các bạn chỉ cần nhớ thôi, cái skill sau này là các bạn sẽ nắm được này. Cái anh ancol ấy là OH đính vào carbon no nhá, còn OH đính vào tất cả những thằng còn lại không phải ancol. Đây OH đính carbon no này, ancol. OH đính carbon thơm là họ phenol rồi. OH đính carbon thơm họ phenol này. OH đính carbon no chưa? OH đính carbon no chưa? Vậy mình có 1 và 4. Vậy mình có 2 anh là ancol. Nhớ nhá. 19. 19 bây giờ sử dụng skill của thầy này, các bạn tinh ý nhìn này. Thầy mình có 2 lần số mol H2 thì bằng số mol OH đúng không? Công thức này, M chất rắn sau trừ M ancol chia 22 đúng không? Thay số thôi, tìm số mol H2. M chất rắn biết rồi này, 4,6. Trừ M ancol này, biết rồi này, 2,84. Bằng chia 22 bằng, được bao nhiêu phải chia cho 2 nhá, chia 2 bằng 0,04. 0,04 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 0,896 lít. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 0,896 lít. Các bạn nhớ chưa? Câu 20. Câu 20 cho các hợp chất sau. Cho hợp chất sau, các chất đều tác dụng với natri và siêu hoạt lần. Yêu cầu đầu tiên là tác dụng với natri là phải có nhóm OH. OH, 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 không có nhóm OH loại. Còn yêu cầu thứ hai để tác dụng với siêu OH này lần là nó phải có OH đa kề, đa là nhiều hơn hai nhóm, kề là phải nằm cạnh nhau, hai này nằm cạnh nhau, được. Đây cách nhau một carbon này, không được. Đấy chưa, nằm cạnh nhau, được. Nằm cạnh nhau, được. Đây, đơn chức, bỏ. 1, 2, 3, A, C, D. Đáp án đúng đáp án này. Ok, xịn sò cho các em. 21. Lại một câu sử dụng skill của thầy tính nhanh. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem đáp án gì. Câu này sử dụng skill tính nhanh của thầy thôi. Bây giờ mấy câu này toàn skill tính nhanh hết. Tính nhanh cho ao trình nào các em. Cùng tính nhanh cùng thầy Minh cho ao trình nào. Nào mà mình có này, 2 lần số mol H2 nhá. Viết nhiều công thức cho thuộc. Bằng số mol OH, bằng M chất rắn trừ M ancol chia 2 ạ. M chất rắn biết rồi này, 21,8. M ancol biết rồi này, 15,2 chia 22 ạ. Vậy mình tìm được số mol H2 bằng 21,8 trừ 15,2 bằng chia 22 bằng 0,3 chia 2 bằng 0,15. 0,15 mà nhân 2,4 thì bằng 3,36 lít. Xịn chưa? Các em thấy công thức của thầy đáng để học không? Quá xịn. 22 cũng áp dụng công thức đấy luôn. 22 nhá. Nhìn kỹ nhá, nhìn cho kỹ nhá. 22 này, ta có này, 2 lần số mol H2 bằng M chất rắn trừ M ancol chia 22 ạ. Vậy mình có này, H2 0,15. Vậy có 2 nhân 0,15 bằng M chất rắn này trừ M ancol là 19,2 chia 22. Vậy đến đây mình tìm được M chất rắn bằng này, 2 nhân 0,15 nhân 22 bằng cộng 19,2 bằng 25,8 gam. Đáp án đúng đáp án B. Xịn sò chưa? 23. 23 này thì thề các em rất nhiều bạn bị lừa của 23. Nhiều bạn bị lừa lắm. Chúng ta cùng xem các bạn bị lừa đâu nhé. Đầu tiên này, câu này là phải bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của ancol cộng với khối lượng của natri bằng khối lượng của chất rắn cộng khối lượng của hydro. Từ đó mình tìm được số mol của hydro bằng, ta có này, khối lượng của an
khối lượng của ancol bằng 15,6 cộng khối lượng của natri là 9,2 trừ đi khối lượng chất rắn là trừ đi 24,5 bằng 0,3, đúng không? Chia cho 2 là số mol hydro 0,15. Vậy hoàn toàn do ancol đơn chức nên mình tìm được số mol nhóm OH chính bằng số mol của ancol và bằng 2 lần số mol H2 và bằng 0,3. Từ đó mình tìm được phân tử khối trung bình của ancol. Nó bằng khối lượng là 15,6 chia cho số mol là 0,3 bằng 15,6 chia 0,3 bằng 52. Yêu ơi, 52 dễ ợt luôn. Đề bài nói là kế tiếp 52 nhá. 52 do 52 lớn hơn 46, nhỏ hơn 60 thì 46 là C2H5OH, 60 là C3H7OH các em ạ. Dễ ẹc luôn. Đáp án đúng đáp án B luôn. Xanh chín luôn. B bỏ. Xịn chưa? Skill thấy xịn đâu? Nếu thấy xịn chấm cái nhá. Câu 24. 24 này hay nữa. 24 này được đánh giá là một câu khá cứng. 24 ấy ạ, được đánh giá là một câu khá cứng đấy. Các bạn xem nó khá cứng ở đâu nhá. Đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp bancon đơn chức thuộc cùng dãy nội đạo. Yêu cầu là đơn chức thuộc cùng dãy nội đạo. Kệ nó nhá. Đặt x đi. Ancol là CXI đi. OZ đi. Đốt cháy trong oxy thì sinh ra được CO2 H2O, số mol CO2 3,808 chia 2,4 bằng 0,17. H2O là 5,4 chia 18 bằng 0,3. Thấy NCO2 lớn hơn N nước, vậy chắc chắn bọn này là ancol no đơn hở. Ancol no. No thôi, để bài cho đơn rồi. H2N cộng 2O no đơn hở. Vậy mình tìm được số mol ancol luôn. Số mol ancol thì bằng số mol nước trừ số mol CO2. Do no đơn hở mà, N nước trừ NCO2 bằng N ancol no. Và bằng 0,3 trừ 0,17 bằng 0,13. Bây giờ này thầy có hai cách giải nhanh, nhưng thầy sẽ dạy chúng ta một cách giải nhanh trước. Một cách giải nhanh cực xịn ở trong câu này. Mình có này, carbon trung bình bằng số mol CO2 là 0,17 chia số mol ancol là 0,13. Vậy bằng 17/13. Vậy thầy sẽ suy ra công thức của ancol, công thức trung bình của ancol. C17/13 H2 nhân 17/13 cộng 2. Ô, mà số mol của ancol biết rồi, bằng 0,13. Đây chính là khối lượng của ancol kém. Xịn không? Quá xịn. 12 này nhân 17 chia 13 cộng với này 2 nhân 17 chia 13 cộng 2 này cộng 16 này bằng này, nhân với 0,13 bằng này 4,72 gram ạ. 4,72 gram. Đáp án đúng đáp án gì? Và bây giờ là câu cuối cùng của ngày hôm nay. Một skill giải kinh điển. Và thầy nghĩ rằng câu này các em cũng sẽ gặp rất nhiều. Và các em sử dụng skill của thầy, các em bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Ancol metallic CH3OH, ethylene glycol C2H4OH 2 lần, glycerol C3H5OH 3 lần. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được CO2 6,2 chia 2 bằng 0,3. Thế mình phải tinh ý cái câu này nhá. Các bạn tinh ý này. Anh X này, có phải số carbon là 1 thì số OH là 1. Carbon là 2, OH là 2. Carbon là 3, OH là 3. Vậy có phải từ cái anh X này mình suy ra là số mol carbon thì bằng số mol nhóm OH không? Mà số mol carbon thì chính bằng số mol CO2 bảo toàn nguyên tố carbon. Bằng 0,3. Đấy, tôi phải tinh ý như vậy. Nhá. Cũng mg X trên tác dụng với natri. Dư thì sinh ra hydro. Thì mình có công thức lúc nãy thì mình dạy là gì ạ? Số mol nhóm OH thì lại bằng 2 lần số mol H2. Hoàn toàn tìm được số mol H2 bằng 0,3 chia 2 bằng 0,15. Ôi xong rồi. 0,15 nhân 2,4 bằng bao nhiêu game? 3,36. Dễ. Xin chào.
Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các em các skill cực độc để chinh phục cái dạng bài tập, một trong số những dạng bài tập rất hay thi của Ancon và những dạng bài tập rất quan trọng của Ancon. Đó là Ancon tác dụng với Natri. Dĩ nhiên chúng ta còn nhiều dạng bài tập Ancon trọng tâm nữa. Còn rất nhiều dạng Ancon trọng tâm, nhưng đây là một trong số những dạng trọng tâm. Và thầy nhắn nhủ các em rằng là các em phải học Ancon thật chắc thì chúng ta mới làm nền tảng để học sang cái bài ST được. Nhớ kỹ lời thầy nói. Và những bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học của thầy Minh dành cho các bạn lớp 11 và học sớm cho chính lớp 12 thì vui lòng có thể inbox cho thầy Minh hoặc liên lạc trực tiếp với đích vụ thân mình, hoặc inbox cho fanpage thầy Minh Liên Hoa. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bye bye, chào tạm biệt. Nhớ đặt xem trước và liên tục follow fanpage của thầy nhá. Bye bye.